Để chuẩn bị cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các quận huyện trên địa bàn thành phố đã hoàn thành công tác xét duyệt thực lực nghĩa vụ quân sự. Đến ngày 31 tháng 10, các quận huyện trên địa bàn đã hoàn thành công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự và bắt đầu bước vào sơ tuyển cấp phường xã. Bước xét duyệt được các địa phương thực hiện chặt chẽ theo quy định. Danh sách những thanh niên thuộc diện tạm hoãn miễn gọi nhập ngũ được rà soát kỹ. Loại các trường hợp chưa đủ điều kiện về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lý lịch không rõ ràng, thiếu tháng tuổi, trình độ học vấn thấp, v.v. Sau bước xét duyệt và sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công sẽ theo dõi, chỉ đạo các địa phương, cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác khám tuyển sức khỏe, bắt đầu từ quận Ngũ Hành Sơn vào ngày 25 tháng 11 và dự kiến kết thúc khám tuyển vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.